Xôn xao danh sách 310 đêm diễn và sự kiện của Hồ Văn Cường 5 năm qua, có show hát về mệt quá nên hôm sau phải bỏ thi trên trường. Mới đây, netizen đã chia sẻ mạnh mẽ một danh sách được cho là 310 đêm diễn mà Hồ Văn Cường đã tham dự. Kể từ ngày 26 tháng 7 2016 cho đến ngày 5 tháng 2 2021, bản danh sách này xuất hiện ngay sau khi nam ca sĩ trẻ nhận được toàn bộ tiền cát xê cộng thêm 500 triệu đồng từ công ty của người mẹ nuôi quá cố Phi Nhung. Trong danh sách 310 sự kiện của Hồ Văn Cường theo như ghi chép bên dưới, bao gồm đêm diễn tại các chương trình âm nhạc, các chương trình truyền hình thực tế, các buổi lễ khai giảng, tiệc sinh nhật cá nhân, các sự kiện khai trương, các đêm nhạc từ thiện ở các chùa và mái ấm. Sự kiện đầu tiên mà Hồ Văn Cường nhận trình diễn theo như danh sách là sân khấu song ca cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương tại chương trình Thần Tượng Âm Nhạc vào ngày 26 tháng 7 2016. Đêm diễn gần nhất của Hồ Văn Cường là vào ngày 5 tháng 2 2021 tại Coffee Vườn An Nhiên, quận 12. Đây cũng là coffee của nữ ca sĩ Phi Nhung đầu tư. Đáng chú ý, ở show diễn ngày 23 tháng 12 2020, theo như danh sách cũng tại Coffee Vườn An Nhiên, phần ghi chú cho biết đây là show diễn trong tuần lễ Hồ Văn Cường phải thi. Khi hát xong hôm sau dậy không nổi, nên bỏ lỡ bài thi trên trường và phải xin thi bù. Show diễn ngày 26 tháng 12 2020 cũng nằm trong tuần lễ Hồ Văn Cường thi học kỳ 1, lớp 12. Hiện tại tính xác thực của bản danh sách trên vẫn chưa được khẳng định, nhưng đang được netizen chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chúng tôi đang liên lạc với phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung để có thông tin xác thực hơn. Đến phút cuối trao tiền cho gia đình Hồ Văn Cường, phía ekip cố ca sĩ Phi Nhung vẫn lườn lẹo. Sau lại ồn ào về tiền cát xê của Hồ Văn Cường, quản lý Phi Nhung chính thức lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Theo lời quản lý, vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài. Tuy nhiên, phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền mà Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng. Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu, chị Võ Ngọc Thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank. Đến nay số tiền kèm lại chỉ có chị Thu giữ. Kèm theo đó là đoạn clip mẹ Hồ Văn Cường cầm cuốn sổ tiết kiệm đưa lên nói rằng tiền này bỏ sổ do tôi đứng, đừng nói gì chị Nhung nữa để chị an nghỉ. Vậy nhưng tại sao trước đó khi sự việc vừa khui ra, chính Phi Nhung lại nói tiền này phía cô giữ? Chính nữ ca sĩ đã xác nhận là mẹ Hồ Văn Cường đưa cho cô bảo cô giữ giùm. Vậy mà giờ quản lý lại bảo sổ tiết kiệm này do mẹ Hồ Văn Cường đứng tên, nào giờ không liên quan đến phía Phi Nhung. Đặc biệt dân mạng còn cho rằng thật ra cuốn sổ này chỉ vừa mới mở đây sau khi bị khui chuyện giữ 200 triệu tiền thưởng của Hồ Văn Cường mà thôi. Tại sao nghi ngờ vậy? Đó chính là do cuốn sổ tiết kiệm. Theo mọi người thì cuốn sổ mà mẹ Hồ Văn Cường cầm là mẫu mới đây, vì mẫu cũ 6 năm trước là màu khác. Có thể phía quản lý cố gắng để làm sạch danh tiếng, nhưng lại có sơ hở. Nhưng quan trọng nhất là ít ra tiền cũng đã được trả cho gia đình Hồ Văn Cường. Chỉ hy vọng sắp tới, cậu bé có thể tìm được lối đi cho cuộc sống trong showbiz, vì hiện nay cả nhóm liên kết có thể chèn ép, không cho cậu cơ hội đi diễn. Mong Hồ Văn Cường có thể phát huy tài năng để một lần nữa tỏa sáng bằng đôi chân mình như đã từng làm tại Việt Nam Idol Kids 2016. Hồ Văn Cường bất ngờ được mời ký hợp đồng tận 10 tỷ đồng sau thông tin dọn ra khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung. Những ngày qua, dù ca sĩ Phi Nhung đã ra đi nhưng ồn ào liên quan đến chuyện tiền bạc với con nuôi vẫn chưa dừng lại. Trên mạng xã hội, một nữ CEO liên tục réo tên cố ca sĩ và yêu cầu phía gia đình Phi Nhung phải trả tiền cho Hồ Văn Cường. Không để khán giả chờ đợi lâu, vào chiều ngày 11 tháng 10, quản lý ca sĩ Phi Nhung đã có những công bố chính thức về việc quyết toán tiền cho Hồ Văn Cường. Giọng ca nhí cũng cập nhật trên trang cá nhân dòng trạng thái dài, nhắc về ồn ào tiền cát xê của bản thân trong thời gian vừa qua. Nam ca sĩ thông báo đã được công ty quản lý giải quyết tiền cát xê suốt 5 năm qua và hy vọng mọi chuyện khép lại. Giữa nhiều sự việc đang bàn tán xôn xao, mới đây trên mạng xã hội một nha khoa thẩm mỹ khá có tiếng đã đăng tải lên trang fanpage với thông báo bày tỏ nguyện vọng muốn mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh với giá 2 tỷ một năm. Dược phẩm Hân Hạnh mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh, cát xê 2 tỷ đồng một năm, hợp đồng 5 năm. Thanh toán trước 1 năm sau ngày ký hợp đồng. Ai giúp em liên hệ với Hồ Văn Cường đấy ạ? Thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Ngoài một số bình luận thể hiện sự kém duyên dành cho Hồ Văn Cường, rất nhiều ý kiến cho rằng
việc Hồ Văn Cường có thêm những cơ hội khác là hoàn toàn xứng đáng, giúp giọng ca nhí có nhiều cơ hội sau cột mốc 18 tuổi và đặc biệt là khi bắt đầu cuộc sống tự lập ra riêng. Trước đó, đại diện phía Phi Nhung cũng cho biết về kế hoạch ra ở riêng của Hồ Văn Cường. Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường, mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường, cũng như cá nhân của Cường. Sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi. Sau khi nhận toàn bộ tiền cách xê, tối ngày 11 tháng 10, gia đình Hồ Văn Cường có còn ở nhà Phi Nhung. Mọi nhất cử nhất động của gia đình Hồ Văn Cường sau khi nhận toàn bộ tiền cách xê từ ekip cố ca sĩ Phi Nhung đang khiến cõi mạng quan tâm. Sau nhiều tháng khiến dân tình bàn tán ra vào chiều ngày 11 tháng 10, ekip cố ca sĩ Phi Nhung đã chính thức trao toàn bộ số tiền cách xê cho Hồ Văn Cường. Không chỉ vậy, phía đại diện cũng thực hiện đúng theo di nguyện của cố nữ ca sĩ khi tặng thêm cho gia đình quán quân Việt Nam Idol Kids 500 triệu đồng. Một trong những điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm đó là sau khi nhận đủ số tiền cách xê, gia đình nam ca sĩ nhí sẽ dọn ra ở riêng. Ngoài ra, Hồ Văn Cường cũng xác nhận đã rời khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi. Hiện Facebook cá nhân, fanpage và kênh YouTube đều thuộc quyền sở hữu của công ty. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều ngày 11 tháng 10, căn hộ của cố ca sĩ thường xuyên có người ra vào, nhưng mọi hoạt động đều được thực hiện hết sức kín đáo, cẩn trọng. Bên dưới nhà, người thân của giọng ca 7X tập trung nhưng không có sự xuất hiện của gia đình Hồ Văn Cường. Cho đến chiều tối, căn phòng có ban công được cho là của giọng ca nhí vẫn sáng đèn. Mạng xã hội xôn xao tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường với nội dung "Hy vọng cô Hằng thắng". Mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường với nội dung "Mong cô Hằng thắng", nhưng không có bằng chứng xác thực. Giữa lúc ồn ào cách xê của Hồ Văn Cường ngày càng căng thẳng, thì trưa ngày 11 tháng 10, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là cuộc trò chuyện trên mạng của quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016. Thông qua hình ảnh được chia sẻ, đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường có nội dung như sau: "Hy vọng cô Hằng thắng". Ngay lập tức có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Theo đó, nhiều người cho rằng cô Hằng xuất hiện trong đoạn tin nhắn chính là nữ CEO lên tiếng đòi thay Hồ Văn Cường 200 triệu tiền thắng cuộc thi âm nhạc. Nhiều người còn chắc mẩm đây là đoạn tin nhắn bị giấu đi khỏi chuỗi tin nhắn tố Phi Nhung do IT Nhâm Hoàng Khang từng tung vào 4 tháng trước. Thời điểm đó, chuỗi tin nhắn này đã thổi bùng lên nghi vấn Phi Nhung chèn ép, bóc lột vào việc cát xê của con trai nuôi. Bên cạnh đó, bộ phận netizen khác cho rằng vì IT Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt nên còn quá sớm để kết luận tin nhắn là thật hay giả mạo. Hơn hết, việc tin nhắn bị tung vào thời điểm này cũng rất có thể là một chiêu trò lợi dụng drama để câu view. Vì vậy, người hâm mộ vẫn nên chờ đợi thêm thông tin từ người trong cuộc để đoạn tin nhắn gây xôn xao nói trên.